một cái người mà đã đặt máy trợ tim đó các anh chị, thì họ có những cái bệnh lý là về tim mạch rồi. À, cái sự co bóp của tim có thể là nó sẽ không được diễn ra như bình thường nữa. À, nó sẽ cần những cái sự trợ giúp, đó là một cái máy trợ tim. À, thì á, à, khi mà bị những cái nhóm chứng này, nó là cái hậu quả, nó là cái kết quả của nhiều cái nguyên nhân và đã tích lũy từ lâu rồi. À, chứ không phải là chỉ có một cái bộ phận lỡ tim không đâu. À, tất nhiên là cái người này sẽ có một cái tiền sử rất là dài. Tiền sử rất là dài. À, thì trước sau gì mình cũng sẽ cần bổ sung những cái nhóm. Thứ nhất là dinh dưỡng nền tảng. Nha. Dinh dưỡng nền tảng thì gồm cái gì? Protein, omega 3 và những cái nhóm vitamin và khoáng chất, dưỡng chất thực vật, thì nó sẽ có trong cái thành phần là hợp đắp PX. Ngoài ra, những cái mà trợ thủ đắc lực nhất cho tim á, đó chính là coenzyme Q10. Đó, thì nó sẽ tạo cái năng lượng ti thể cho cái tế bào của cơ tim. Vì sau 25 tuổi á, thì cái nồng độ coenzyme Q10 sẽ giảm xuống đáng kể. Vì vậy cái việc mà bổ sung coenzyme Q10 á, thì là rất là cần thiết. Và một cái nhóm mà bộ hỗ trợ cho tim mạch nữa, đó chính là Psyllium E. Ha, Psyllium E thì nó sẽ là chống những cái mà chất oxy hóa mà tan trong béo. Nó kết hợp với omega 3, nó sẽ là đẩy trôi những cái mảng xơ vữa lòng mạch để cho cái tình trạng tim mạch của mình nó dần đi vào ổn định hơn. À, thì có thể là nó sẽ bị là tắc ở những cái đoạn nào đó, nhưng mà chưa chắc là nó sẽ không tắc những cái đoạn tiếp theo. Nên cái việc mà mình dùng á, mình giải quyết cái nguyên nhân ở bên trong á, thì nó rất là quan trọng. À, cho nên là những cái sản phẩm Nutrilite tốt cho bác á, thì gợi ý là những cái nhóm đó ha. Rồi, cảm ơn bác Hùng.